cô cứ mừng ôm hôn rồi cái thương lắm. Vô con người lớn con nhỏ, tụi em lớn thì mình lỡ chứ ôm hôn. Người con nhỏ dễ thương lắm. Hoàng này lúc mà 61 ra ngoài đó thì tôi là cổ sai, nó kêu chỉ tàu, mình làm việc chỉ tàu, nó đủ thứ chuyện, làm củi đông củi, rồi ở rẫy trồng rẫy, rồi ấy mà thiếu người nào thì nó bắt chỉ tàu bổ sung vô đó. Chỉ tàu. Chỉ tàu. Chỉ hát y hỏi. Chỉ tàu làm sao ta? Cũng như là để dành mà bổ sung cho mấy cái chỗ nó thiếu. Thí dụ như sợ củi nó 100 người, nhưng mà bữa nay nó bệnh 5 người thì nó bắt cái chỉ tàu này 5 người nó bổ vào đó. Làm chỉ tàu. Dự bị thiếu chỗ nào đó. Dự bị thì nó bắt chỗ đó. Còn ở không thì tán về tối chiều đó, nó bắt mình đi nện sân nện gì đó, làm cỏ rồi đúng cái chuyện gọi là chỉ tồn. Ông bị bác tôi mới 6 tuổi à. Bác bữa chiều mà vẫn đi dẫn ngang đi ngang đây nè. Có nhớ không? Anh còn nhớ được chứ. Dẫn ngang đi ngang đây nè. Tôi còn nhớ đi thăm ổng vô tụi đi thăm thăm lá gì là chứ quà ổng vô ổng mới thắt mấy cái vỏ mấy cái đồ cái bình bông rồi đó. Đi cài san hô ngoài biển để cho nó trôi vui. Rồi sau này tôi ở cho tới 63 rồi mấy anh em quen đó, nó ra ngoài nó làm việc nó quen, nó thấy cũng hơi lớn tuổi 50 rồi, rồi nói thôi giờ anh ra ngoài anh phụ với tôi hỗ trợ cho giám thị trưởng, vì nó xài toàn là cái dân thường dân hồi trước bị bắt gọi là thường phạm, tụi nó khó khăn rắc rối lắm, giờ mình là chính trị mình ra mình làm đỡ cho anh em gì đó, cho nên tôi mới ra, anh em cho ra đưa ra mà tổ chức đưa ra. Mới lựa cái tay nào mình hỏi biết nghề gì, nó biết leo biết trèo biết gì hay không đó, mới lựa cho nó mấy người, rồi thì nó cũng là bắt chịu mình
giấu cũng cực lắm chứ đâu phải dễ. Bắt cho dễ đó. Rồi bây giờ anh em nó mới giấu. Nó mới giấu 5 ba ổ, 2 ba ổ vậy nó mới về rồi mới hỏi vậy chứ. Anh không biết ăn Yến không? Thì nó biết chứ hồi trước ở, ở nhà bà chị ở Nha Trang bà đem Yến về hoài hả? Mà khó à. Ở tù thì đâu có lựa được. Đâu có nhiếp. Đâu có nhiếp đâu mà bắt cái lông thì sẽ cũng ăn đại nó rồi. Ăn sao? Ăn sao bác? Thì ở ngoài mình chưng, còn ở trong thì là nấu bậy đó thì vậy ăn chứ cái gì không được á. Mình có quyền ra ngoài để mình nó nấu cơm đó. Rồi mình muốn cái nấu canh nấu gì đó mình có cái chon của mình đưa vô ở trong cái lò của nó đó, lò than đó. Rồi mình đem ra mình ăn nó có biết cái gì nó đâu. Nó không có kiểm soát cái vụ ăn ở tù mà mình có ăn cái gì mà nó biết được cái vụ đó. Còn cái bào ngư đó tôi hàng tháng tôi đi xoay mà. Chính tôi đi xoay tôi lượm tôi quách đó. Thì nó có thể là một tháng tôi ăn tới mấy kilo rồi chứ không phải nó ăn ít à. Con bào ngư như con ốc vậy nè. Thì mình ăn nó dễ nấu củ tiêu, ăn riết rồi nó quen rồi xào rồi hành, xào hẹ. Rồi nấu canh cải rồi có khi kho. Không ăn. Nhiều quá mà. Nhiều quá đâu có ăn gì hết cả ký lô luôn mà làm sao mà. Phân công cho cái đám mà giám thị đó. Nó đi dẫn đến dẫn tù đi lấy củi, đi làm rẫy, đi gì gì đó là cái vụ mình phân công á, tù phân công vậy chứ không phải, rồi đưa cho nó cái tên. Thành ra nói đúng ra mà cũng căng lắm mà cũng dữ dằn lắm chứ không phải ghét cái thằng nào là cứ bắt nó đi làm hoài nó mới thấy bà nó chứ không được. Cũng có người em, nói là cũng có người em. Nó làm khó rồi mình cũng làm khó rồi. Mà cái đó là anh em khác làm cho tôi, cái đó là thường phạm rồi làm. Mà thường phạm làm chung với mình thì mình riết rồi mình. Khó khăn lắm, mùa rau cải này nọ dễ gì mà anh em có ăn. Nhưng mà từ tôi làm văn phòng rồi tôi mới nói với bà vợ nó. Là ông Thà hả? Vợ ông Thà, vợ ông Thà. Tôi mới nói Tết á. Thì bà thấy rằng anh em ở trong tù cũng khó khăn lắm này nọ. Bà cho ở ngoài ta đem bánh, đem trái với rau cải vô cho anh em ăn. Bà nói dịu đó là thì dễ quá rồi tôi sống cũng như anh em để rồi tôi nói với ổng rồi anh nói sao mình không hiểu nhưng mà rồi mình cứ đem vô mình cho anh em đem vô thằng mà lính nó gác ngoài đó rồi nó hỏi cái này sao luôn đó giám thị trưởng thôi phép. Tháng tư là khó. Nhưng mà bác khó con vậy á, khó con vậy á. Có một lần chính ông về đây, ông về Sài Gòn đó, ông làm việc gì đó. Thì tôi có cô em thứ bảy, nay nó chết rồi mất rồi, chôn ở đây nè.
nó quen với một cô nữa là bà cô đó, cô là dừa trái cây, cũng là thứ bảy. Nó mới cô bảy nó mới nói kỳ này em cho người đi ra ngoài mua cao, ông ấy có cái củ lao hòn cao, hòn cao, hòn cao, hòn cao. Chị có gửi cái gì hay không thì cô bảy có nói gửi gì vợ, có cái gì gửi thì tôi cũng gửi hoài vậy. Thôi giờ cho cái thuốc, cái thuốc ruby với cái mền con phụng rồng đó, rồng biết gửi cho ổng đem ra ngoài là cho bác Sáu cho tôi mà chính là tăng tư xách đồ nó đem đi. Đồ này là đồ xác nhận rồi chưa? Đây là cái giấy là để giới thiệu vào khu chính từ năm 1951. Người vô mà tôi cục miền Nam đó. Năm 1951 đó, Mỹ là giảng chính, Mỹ yếu sức khỏe đó, bệnh đó. Thì cho mình nghỉ việc đi vô khu chính. Tôi ở Trần Nguyễn Thời. Nguyễn Trần Thời Nhưng mà lúc đó thì tôi làm ở đằng Trung ương Cục Miền Nam. Thì lúc đó là lúc lấy dưỡng ạ. Thì là cái giới thiệu mình đi vô khu chính. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Nội vụ, Quốc mà có công an, Tổng giám đốc gì đó, Cảnh sát quốc gia. Tôi làm việc thám nghi trưởng từ 63 cho tới 67, tháng 4 67 được mà hát về. Giảm 1 năm rưỡi. Thế đúng ra tháng 10 bây giờ. Tháng 10 68, còn này nó giảm 10 tháng 6 67. Thì lúc đó trở về rồi về đây lại hay là về sống ở Sài Gòn? Không, tôi về ở Mỹ Tho. Nhưng mà nó bắt phải trình diện của địa phương, bị hồi trước mình ở Mỹ Tho Bến Tre đây nè, phải về trình diện hàng tháng. Đây là giấy chứng nhận để mà ở tù á. Cái này là kiếm quà. Bị trình diện thì nó nói dễ lắm. Anh khỏi trình diện thì giờ anh về, anh ở nhà. Ê, anh thấy việc cổng mà có về thì để đi rồi rồi anh cho tôi hai. Hoặc là có xuống ống có gì đó anh cho tôi biết. Mình biết vấn đề chứ không phải không biết. Bây giờ mình làm nhỏ nhỏ thì sao nó bắt mình phải làm cái việc lớn, là thí dụ bộ đội về mình phải cho hai. Đóng ở đâu? Nên tôi nói thôi không được, nó khó khăn lắm. Tôi trốn luôn, tôi đi về. Nhưng mà lúc đó cũng dễ, mình lên Sài Gòn mình làm việc đủ thứ chuyện. Tôi làm tàu cho người Trung Quốc, người tàu chạy đường Đà Nẵng. Tới năm 72 thì tàu nó chìm, tôi nghỉ luôn. Tôi đúng ra sống tới tuổi này thì cô không giống người nào hết.
ăn uống thì đâu cũng bình thường thôi, nhờ có con dâu rồi nó nấu ăn cho cái thằng bị bệnh này thì mình cũng sống rồi nó khỏe hơn cho nó chút. Chứ đúng ra thì cũng kỹ, ăn kỹ được. Nước mưa đem vô mình lượt, lượt rồi lấy nước lượt rồi mới nấu, nấu chín rồi mới đổ vô bình lượt nữa. Cái xin là cái gì? Rồi mới uống cái nước đó. Mà hồi đó tới giờ ta không phải mới đây. Thì cũng nhờ cái vệ sinh đó, cái đó nó có nhiều cái việc ảnh hưởng, thành ra bệnh tật nó không có nhiều, không có bệnh bị bạ. Cái này rượu bổ mà. Cái này chắc tăng giá bổ. Rồi tới bầu ngư, giờ tới nhung này. Tại vì lúc đó là thầy ở tù. Con lấy thêm rượu để đi này chung cùng nè. Ôi thầy, nó cho mấy người xem thèm. Xin gì đó, xin được nhiêu của ông già đây. Dạ, tâm ra. Em có chị con xin rồi. Chín chục. Thấm thấm tôi dễ bắt quá trời luôn. Ai nuôi? Tôi nuôi nè. Tại tưởng là dưới dưỡng lắm quá. Được mấy ký không đó. Trời đất. Tại tưởng không á? Vậy tụi nó dớt lên học. Tôi biết không, từ hồi đó tới giờ đó thì thằng cũng như anh ruột mình vậy. Còn con tôi đám cưới nào là ông chủ hôn hết. Thành ra thấy ảnh thì cũng như coi anh ruột của mình vậy. Thương đi lắm mà để mỗi lần đi ngang thì ghé thăm. Của nhà tên này có gì thì ông hỏi thăm. Ông thì được lắm đó. Mà cái về qua lịch sử của ổng là những người đi kháng chiến mà xưa rồi là ổng nhớ hết. Ổng kể là từ đời, từ lúc mà người nào sao sao ổng nhớ hết. Ổng kể hết, ổng kể thành tích ông này sao, ông kia sao, ổng kể hết. Cho mình biết trong đó thì mình, cho mình mới hiểu ổng là người của mình làm cách mạng, là ổng là có người nghĩa là trung thực. Tôi sống hôm nay tôi nhờ đảng. Bởi vì nó đúng ra tôi mà hồi còn trẻ, còn thanh niên thì tứ đổ tượng tôi rành lắm mà. Tôi cũng biết hút rồi cũng biết cũng cờ bạc rồi cũng đủ thứ chuyện chứ đâu phải thường. Nhưng mà tôi vô đảng rồi là có kim câu em ru không có gì vậy. Từ đó tới nay vẫn kim câu trọng đầu giống như tài tiên.